thế bầu sẵn đây chỉ việc ấn vào thôi, chẳng có dùng. Hấp bộ. Máy hết tiền không có live stream nữa, chúng nó sốt ruột. Ăn chơi mưa gió ăn đi chơi, không chơi không sợ mưa rơi. Mẹ mót đái nghiến răng. Cái hồi hè vừa rồi nhà mình đi nghỉ ở trên biển về, ngoài autobahn nó tắc đường, thế là đi theo thằng con rể nó dẫn con chạy tại toàn đường làng suốt cái dọc cái đường này, từ đường làng chui vào suốt dọc cái đường phố Hamburg này, đi 4 tiếng, đâu dự định là khoảng 2 tiếng mấy là về đến nhà, đi 4 tiếng mới về đến nhà. Cứ suốt dọc cái đường này đi về cả nhà. Đi Đan Mạch đi đám về, mẹ ông em ông ấy cậy ông ấy, nhà ông ở đây ông mẹ ông lái xe ông còn khoe. Sao ông ấy thấy một thằng nó đi song song ông còn chửi đằng kia luôn.